Hello, xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác quay trở lại kênh YouTube của Huyền Bá Trà. Thì chúng là hôm nay dịch giã thì nay sáng này cũng hết việc rồi, ngồi chơi 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 lục kho thì em thấy mấy cái máy rất là hay nhé. Để cho các bác này, đây là mấy cái máy bù ẩm nhé, tạo độ ẩm trong không khí này, nhưng mà đây nó là dạng nóng các bác nhé, dạng nóng nhé. Đấy, thế cho hợp đây, có cái này thì mát này, con này tạo với ông này, thì để các bác ấy, để em lần lượt cho các bác xem. Cái đầu tiên nhé, con này còn mới kinh tinh luôn các bác, mới căng thà beng ấy, đây còn nguyên thùng xốp này. Đấy, Casio chữ Ki ấy, tức là máy tạo bù ẩm, máy thêm hơi nước ấy. Đấy, rất là hay nhá. Hoặc là các bác lấy cái này bác để xông cũng được nhé, con này có thể xông được nhé, có thể xông các bác nhé. Đấy, có thể xông được ấy. Đây, kích thước hợp thể của nó đây, cao thì là 30 cm nhá, Takasa ấy, là sang dư senti ấy. 23 tức là bề ngang của nó là 29 cm nhá. Ô cự Yuki ấy, tức là cái chiều dài nó đấy là 16 cm các bác nhé. Đây công suất, đây công suất của nó là 100V này, 270W này, 2,3 kg này, 4 lít này. Đấy, thì em lên lên cho bác xem, bây giờ nguyên thùng xốp còn giấy bóng này vừa rỡ ra xong ấy. Đấy, thì em lên cho bác này. Đây trời ơi, đây nhá, hơi nước đây các bác này. Ở sau thì nó có dây cắm này, dây cắm thì có dây đây, đây các dây cắm luôn này, vẫn mới tinh luôn đấy, mới căng xe beng luôn đấy. Đây thông số đằng sau đây, con này 2012 các bác nhé. Đấy, mặt trước thì màu đen này, màu đen có màu đen rất đẹp nhé. Mặt sau thì đây, ở đây còn đằng sau thì em vừa chơi các bác rồi đấy. Đây này, tạo hơi nước này. Đấy, các bác có thể cho cái chỗ ống hơi ống xả nó ra này, các bác có thể nhỏ ít tinh dầu ở đây nhé, tinh dầu hoặc là ai bị dầu gió ấy, các bác có thể cho ít dầu gió vào đấy thì nó xông cái mùi dầu gió lên, thì nó làm cho cái mũi mình nó dễ dịu ấy, và xông nhiệt khuẩn đấy. Các bác có thể tinh dầu xả hay tinh dầu gừng vào đây được nhé, rất là hay này. Đấy, thì còn đây em cắm điện cho các bác xem. Đây là mã số 1 này, điện thì nó đấy, em bật hết đây này, kêu sư tức là cấp nước ấy. Đấy, đấy. On off ấy. Thì mã số 1 nhé, con này thì với giá là 400 nhé, 400k này. Đấy, 400k các bác nhé, mã đầu tiên này. Để xem. Tiếp theo các bác nhé, tiếp theo mã số 2 này. Hôm nay cho các bác này, con này có những thương hiệu của Tyco nhé, Tiger này. Con này cũng bù ẩm nhé. Đấy, hai chức năng như nhau này. Đây là trên là chữ Yo là mạnh nhé, dưới là Yo qua là yếu này. Đấy, tắt này, bật này. Đây, con này ấy, đây cấp nước được các bác nhé. Đây các bác này em rút đem cái rút điện này đã, cho nó an toàn. Đây, đây các bác nhé, con này khay nước đây, khay nước rất lớn nhé. Đấy, khay nước này. Đây, em để tạo ra ngoài tí á. Đây, con này có bánh xe nhé. Đây, có bánh xe bù ẩm các bác nhé. Đây này, bánh xe bù ẩm này. Đấy, rất là hay nhé. Con này thì nó là bù ẩm nguội nhé, không nóng nhé các bác nhé, tạo hơi nước bình thường, tạo hơi nước vào bánh xe này. Đấy, đây là con này thì là điện 100V này, từ 228W đến là 2, đây từ 100V này, từ 228W đến là 225W nhá. 2008 này, made in Korea đấy, xuất Nhật đấy, đây là hàng xuất Nhật hết các bác nhé, các bác yên tâm về chất lượng, tất cả tiêu chuẩn của Nhật hết nhé, thì mới được bảo thị trường Nhật. Đấy, con này có cả mà pha, con này cả bên lưới lọc được các bác này. Đấy, rất hay nhá. Đây, con này mã số 2 các bác nhé, con này mã số 2 cũng là 400k nhé, dây của nó là dây liền nhé, không phải dây lờ rờ như kia nhé. Đấy, cũng 400k các bác nhé, 400k. Đấy, con này bên ngoài, nếu mà mấy cái này thì rất đẹp nhé, vẫn mới tinh luôn. Tiếp theo này, mã số 3 này. Đây, đây nhìn con này nhá, có màn hình hiển thị đồng hồ nhá, con này của hãng là Romis đấy, có màn hình hiển thị độ ẩm phần trăm không khí nhá. Đây này, con này có ion các bác nhá, các bạn con này có ion này. Đấy, có khay ion nhá, đây mở cho các bác xem, có khay ion nhá. Đấy, các bác có thể nhỏ đi tinh dầu ở đây nhá, cho hộp tinh dầu hoặc là cho các bác cho cái lọ dầu gió ấy. Ăn thì muốn xông mũi lọ dầu gió có cho vào đây nhá, có thể xông lên được nhá. Đấy, về cái mùi dịch dã này thì các bác có thể cho những cái gọi là cái tinh dầu mà diệt khuẩn đấy,
đấy, để cho cơ thể mình nó khỏe mạnh hơn đấy, sức để tăng, để tăng sức đề kháng nhé. Đấy, có hiển thị độ ấm này, con này có nút chế độ eco tiết kiệm điện nhé. Đây, đấy, đây là nút cài đặt này, eco tiết kiệm điện này, hẹn giờ 2 giờ này, có thời gian hẹn giờ nhé, 2 giờ này, 4 giờ này. Đấy, có hiển thị phần trăm nhé, độ ấm không khí này, 69% này, tắt bật đấy, để bật cho các xem. Đấy, rất là hay nhá, có IO này, có IO này. Đấy, con này thì này 100V nhá, đây các bác nhìn này, 100V này, 250W này. Đấy, con này đời thì 2014 nhá, con này thì cũng với giá là 400 các bác nhá, tổng 3 con. Đấy, bác nào lấy 3 con thì là 1,2 triệu, còn bác nào lấy lẻ 1 con thì là 1 triệu, thì là 400 một con. Đây nhá, đây mã số 1 này. Đấy, con này còn nguyên thùng xốp nhá. Mã số 2 này. Đấy, mã số 3 con này có ion nhá, có ion diệt khuẩn này. Đây các bác nha, các bác xem clip của em thì cho xin một like, một chia sẻ nhá. Em hẹn các bác ở clip tiếp theo nhé. Em chào các bác.